bệnh viêm phổi do virus corona khởi phát tại thành phố Vũ Hán vào tháng 12 năm 2019, đến nay đã lan rộng ra toàn bộ 31 tỉnh thành cũng như nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Các nhà khoa học phỏng đoán, virus corona có nguồn gốc từ dơi, truyền sang người qua một vật chủ không xác định được bày bán tại chợ hải sản Hunan. Khu chợ này hiện đã bị đóng cửa. Ngày 30 tháng 1, Tổ chức Y tế Thế giới, WTO, tuyên bố dịch viêm phổi Vũ Hán là trường hợp y tế khẩn cấp toàn cầu. Virus corona, NCOV, đã làm cho hàng trăm người tử vong và hàng chục ngàn người bị lây nhiễm. Hiện nay, dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Để giúp mọi người phòng tránh viêm phổi Vũ Hán do virus corona gây ra và con đường lây nhiễm của loại virus này, Tam Media xin phép chia sẻ một số thông tin sau. Virus corona tồn tại bên ngoài vật chủ như thế nào? Thứ nhất, giọt nước bọt mang coronavirus có kích thước khá lớn, do đó, bất kỳ khẩu trang thông thường nào cũng đều có thể lọc được. Tuy nhiên, khi người bị nhiễm bệnh hắt hơi ra môi trường, giọt nước bọt chứa virus có thể bắn xa 3 mét, khoảng 10 feet, và lơ lửng trong không khí trước khi rơi xuống mặt đất. 2. Khi rơi xuống bề mặt kim loại, virus sẽ sống ít nhất khoảng 12 giờ. Vì vậy, hãy luôn nhớ, nếu bạn tiếp xúc với bất kỳ bề mặt kim loại nào, hãy rửa tay bằng xà phòng thật kỹ. 3. Virus có thể vẫn hoạt động trên vải trong 6 đến 12 giờ. Bột giặt thông thường cũng có thể diệt được virus. Đối với quần áo mùa đông nếu không giặt được hàng ngày, bạn có thể phơi chúng dưới ánh nắng mặt trời để diệt virus. Các triệu chứng viêm phổi do coronavirus gây ra. 1. Đầu tiên, virus sẽ gây viêm đường hô hấp trên, điển hình là viêm họng. Vì vậy cổ họng sẽ có cảm giác đau, khô rát kéo dài từ 3 đến 4 ngày. 2. Sau đó, virus sẽ hòa lẫn vào dịch mũi và nhỏ giọt vào khí quản, xâm nhập vào phổi, gây viêm phổi. Quá trình này sẽ mất 5 đến 6 ngày. 3. Khi bị viêm phổi, các triệu chứng điển hình xuất hiện là sốt cao kèm khó thở. Lúc này, cảm giác nghẹt mũi của bạn sẽ không giống cảm cúm hay các triệu chứng viêm mũi dị ứng thông thường. Bạn sẽ có cảm giác như bị nghẹt, bị chìm trong nước. Nếu xuất hiện những triệu chứng trên, hãy ngay lập tức đi khám tại các cơ sở y tế. Những biện pháp phòng ngừa. 1. Hình thức lây nhiễm coronavirus phổ biến nhất là do hít phải nước bọt có chứa virus, do chạm, tiếp xúc những thứ ở nơi công cộng. Vì vậy, hãy đeo khẩu trang ở những nơi đông người và rửa tay thường xuyên. Virus chỉ có thể sống trên tay bạn trong 5 đến 10 phút, nhưng trong 5 đến 10 phút đó có rất nhiều hoạt động có thể xảy ra. Bạn có thể vô tình dụi mắt hay ngoáy mũi. Những hoạt động này làm virus có thể xâm nhập vào cơ thể. 2. Ngoài việc rửa tay thường xuyên, hãy súc miệng, súc họng bằng nước súc miệng có tính sát khuẩn để loại bỏ hoặc giảm thiểu virus khi chúng vẫn còn trong cổ họng trước khi xâm nhập xuống phổi. 3. Hãy chăm sóc, bảo vệ bản thân và đừng quên uống thật nhiều nước các bạn nhé.